xin chào, xin chào các anh chị và các bạn. À, video bài học này thì Phan Anh sẽ tiếp tục giới thiệu với các anh chị và các bạn là một cái nội dung rất là thú vị và rất là hay đấy là 10 cái lời khuyên để giúp các anh chị và các bạn có thể xây dựng được nhân hiệu hay còn gọi là thương hiệu cá nhân của mình một cách thành công, nhanh chóng và có xu hướng đột phá hơn. Thì đây là một cái bài mà Phan Anh dịch ở trang web của nước ngoài về cho các anh chị xem và các anh chị có thể tham khảo thì 10 lời khuyên thực tế là có thể có uh, rất nhiều các lời khuyên nhưng mà uh, trong cái thời lượng có hạn thì tôi sẽ đưa ra một cái bài là 10 lời khuyên. À, sau này các anh chị có thể có hai 20 cái lời khuyên, 30 cái lời khuyên chẳng hạn, đúng không? Thứ nhất là phải tập trung. À, cái lời khuyên thứ nhất là phải tập trung. Tức là chúng ta đang xác định là chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân thì chúng ta cần phải tập trung vào các cái nội dung mà chúng ta cần phát triển, à, tập trung vào các KPI, các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. thí à, dụ như là À, trên kênh website thì một ngày phải đăng 5 bài Mỗi bài dài 1.000 từ Có kèm theo 3 hình ảnh Tôi lấy thí dụ như vậy à, Trên kênh Facebook cá nhân Thì mỗi ngày 3 bài à, Mỗi bài phải tối thiểu 100 like à, Và phải có bao nhiêu comment đó à, Sau đó thì có thể là có bao nhiêu share đó Chúng ta đưa ra những cái KPI như vậy Thì chúng ta phải tập trung vào chúng ta đạt được Chúng ta phải đạt được về mặt số lượng Chúng ta đạt được về mặt tiến độ Thời gian chúng ta đạt được về mặt chất lượng Và thậm chí chúng ta có thể là có những cái phương pháp vượt trội hơn. Thứ hai là chúng ta phải đưa ra những cái nội dung thông tin mà mang tính chất độc quyền, bởi vì những cái nội dung thông tin mà có tính chất độc quyền như vậy thì chúng ta sẽ dễ thu hút được người xem, người đọc. À, tôi, tôi lấy tôi lấy thí dụ như này, cái này ít hôm thì nó có một cái vụ việc liên quan đến cái 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 một cái vị quan chức ở trong Đà Nẵng, đúng không ạ? Có một cái hành vi mà chính ông thừa nhận rằng là ông đã nức một bé gái đúng không ạ? Thế thì tại thời điểm đó tôi đã biết được một cái thông tin là cái, cái người đàn ông này tên là gì, có số điện thoại như nào, có địa chỉ nhà sao, sao làm nghề gì vân vân và cái thông tin đấy nếu mà công khai một cái thì à, nó sẽ có thể có hàng trăm lượt xe, hàng nghìn lượt xe rất là tốt. Đấy, tuy nhiên vì đấy không phải là cái chủ đề mà tôi à, ưa thích, không phải là, đấy là cái chủ đề mà tôi mong muốn, cho nên tôi đã không chia sẻ. à Ý tôi muốn nói là cái thông tin độc quyền rất là quan trọng nhưng mà nếu mà nó không đúng với cái danh mục mà mình đang xây dựng thì là mình cũng nên suy nghĩ cái việc là có đăng hay không. Các tin tức độc quyền, các nội dung độc quyền có chất lượng đều được đánh giá rất là cao. Đấy. Thứ ba là các bạn phải biết cách kể chuyện, đúng không? Telling story, đúng không? Xây dựng thương hiệu là bao giờ cũng phải kể chuyện. Ví dụ như thương hiệu này là được xuất phát từ năm nào, năm nào cái quá trình hình thành và phát triển ra sao có những khổ cực khó khăn gì à, và chúng ta truyền những cái cảm hứng chúng ta truyền những cảm xúc vào trong câu chuyện đó à, rồi chúng ta đi du lịch Hay chúng ta gặp khách hàng hay chúng ta đào tạo ta hướng dẫn cho họ như thế nào như thế nào thì chúng ta đều phải à, có những cái câu chuyện để chúng ta chia sẻ và cái lối viết làm sao mà càng hay càng thông minh càng dí dỏm càng hài hước càng tốt cả cái phần này nó liên quan đến phần content marketing kỹ thuật viết bài thì các bạn có thể là À, mua thêm hay học thêm cái khóa học content marketing của tôi nữa để bổ sung cho các anh chị và các bạn thêm à, tôi có một cái khóa học content marketing là tôi gọi nó là content marketing pro à, viết đọc và mua hàng tức là bạn viết khách hàng đọc và khách hàng sẽ mua đấy và bạn cũng phải làm gì ạ à, bạn phải lặp đi lặp lại nhiều lần với cái tần suất ngày càng nhiều hơn về mặt số lượng đúng không ạ nhanh hơn về mặt tốc độ và chất hơn về mặt chất lượng à, bởi vì chúng ta cần phải kiên nhẫn kênh YouTube ấy gì nó chỉ có video thôi cứ video cứ video video bạn làm gì được khác đây bạn khác về nội dung khác về bố cục khác về cách làm khác về câu chuyện là đấy là cái cách chúng ta khác Facebook ấy gì bạn cũng đăng text bạn cũng đăng ảnh bạn cũng đăng video thì bạn làm gì cho khác biệt text của bạn khác biệt nội dung hình ảnh của bạn khác biệt video của bạn khác biệt Đúng không? tần suất của bạn 3 bài thì bây giờ 5 bài tôi lấy ví dụ như vậy chất lượng của bạn trước đây 500 từ bây giờ bạn phải ngàn từ đấy và bạn phải làm sao chấp nhận là có thể sẽ tốn nhiều thời gian tốn nhiều công sức mệt mỏi cảm thấy rất bề hoài hoặc là chúng ta cũng phải xác định là có thể sẽ thất bại 3 tháng 6 tháng 1 năm chúng ta xây dựng nhưng mà không thành công bởi vì chúng ta làm chưa đủ tốt chưa đủ khác biệt chúng ta làm uh, chưa đủ mạnh mẽ đúng không ạ chúng ta đầu tư chưa tới đấy và à, một cái lời khuyên nữa đấy là gì à, chúng ta nên theo dõi nên học hỏi những cái người thành công và cả những trường hợp thất bại để chúng ta học cách họ làm tại sao họ lại thành công mà chúng ta tránh những cách họ thất bại đúng không ạ à, và chúng ta cũng cần phải tạo ra những cái ảnh hưởng tích cực tư duy tích cực những cái cảm xúc tích cực cho những người khác xung quanh chúng ta để họ có thể yêu quý mình họ có thể thấy rằng là mình có những quan điểm rất là hay rất là thú vị về à, các vụ việc và họ sẽ đánh giá về mặt chuyên môn chất lượng của mình qua những cái bài viết qua những cái nội dung đúng không ạ và các bạn có thể bảo vệ quyền trẻ em phụ nữ à, các bạn có thể làm các chương trình từ thiện các bạn có thể cho đi bằng cách này cách khác đúng không à, thế thì chúng ta có thể làm như vậy để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn đấy và à, chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta phải à, đã định vị thương hiệu như thế nào thì chúng ta phải sống trong cái thế giới mà chúng ta định vị ví dụ như các bạn định vị là thương hiệu của bạn là luxury là cao cấp thì bạn phải tỏ ra cao cấp uh, thanh cao đúng không ạ à, ví dụ như là bạn phải xuất hiện với những hình ảnh siêu xe bạn phải xuất hiện ở trong những uh, những cái khách sạn resort năm sao những tour du lịch đắt tiền mua những cái đồ đắt tiền xài những đồ đắt tiền và trải nghiệm của bạn cũng là những trải nghiệm đắt tiền tôi lấy thí dụ như vậy đấy là cách mà bạn sẽ xuất hiện đúng không ạ à, và rồi thì bạn phải thể hiện rằng là bạn xứng đáng với những cái điều đó chứ không phải là do may mắn hay là do đi copy do đi nhờ đúng không À, tất nhiên những cái điều đấy đều phải là tự thân chúng ta chứ không phải là tôi đứng nhờ một cái xe ô tô xịn tôi chụp ảnh đăng lên facebook là ở xe cũng mới mua đẹp quá hay tôi vào nhà người ta nhà người ta rất là đẹp tôi chụp ảnh đó và đã lâu rồi không về quê thăm quê đúng không thì cái đấy là sống ảo vứt đi chúng ta không nên làm như vậy đấy và à, chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên à, chúng ta cũng có thể là à, nhờ vả những người khác chia sẻ những cái kinh nghiệm à, cho chúng ta à, bằng cái cách này chúng ta có thể là đặt câu hỏi trao đổi với họ chia sẻ những câu, câu chuyện của chính họ và thông qua lời kể của mình cũng rất là tốt. Chẳng hạn như tôi có thể phỏng vấn một cái CEO thành công nào đấy và tôi kể câu chuyện của chính họ nhưng mà thông qua cách kể của tôi thì đấy cũng là cách mà các bạn cũng sẽ làm thương hiệu rất là tốt đấy và các bạn có thể là hào phóng ban tặng đóng góp một phần nào đó cho cộng đồng của mình. thí à, dụ như là các bạn có thể làm um, giúp um, cách là quyên góp từ thiện hay là À, tặng sách, tặng quần áo cũ hay là vân vân à, cho các trẻ em nghèo rất nhiều cách để các bạn có thể gây ra cái ảnh hưởng của mình. Đấy. À, rồi thì các bạn có thể là tham gia hoặc là tham vấn những cái cố vấn những cái chuyên gia trong lĩnh vực phát triển thương hiệu nói chung, à, phát triển con người nói riêng và à, xin lỗi à, phát triển thương hiệu nói riêng và phát triển con người nói chung, à, phát triển thương hiệu cá nhân của chúng ta để chúng ta có thể là có được cái định vị tốt, có được cái tầm nhìn tốt à, có cách thức tốt và chúng ta sẽ đi theo thí à, dụ như các bạn có thể học khóa học này thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email phanhanonline@gmail.com hoặc là facebook com online để tư vấn trao đổi giúp em muốn thế này, em muốn thế kia vân vân. À, tất nhiên là đôi khi tôi cũng hơi bận một chút thì có thể là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi một chút trong cái quá trình trao đổi. À, nhưng mà tôi vẫn có cái nhã ý là có thể hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Đấy. À, các bạn cũng có thể là nếu mà các bạn có tiền, các bạn có thể thuê đội ngũ làm truyền thông thương hiệu cho mình. À, ví dụ như là những cái CEO lớn hoặc là những cái doanh nghiệp lớn đấy hoặc là những cái ngôi sao giải trí lớn thì họ có thể có một đội ngũ 2 3 người hoặc là thậm chí cả ekip cả chục người để người ta làm thương hiệu cho, đúng không? Ví dụ có stylist ăn mặc à, rồi để make up đúng không ạ? Rồi thì à, đi đâu chụp ảnh, à, check-in sự kiện, làm video. À, các bạn để ý, ví dụ như là tổng thống Donald Trump là ông làm thương hiệu cá nhân rất là tốt bởi vì ông là ông chùm truyền thông, ông chùm các sự kiện lớn. Thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã có hẳn một đội ngũ À, thuê riêng bằng tiền túi của ông, ông làm các cái sự kiện của ông rất là tốt. À, các bạn có thể truy cập vào cái trang fanpage chính thức của Donald Trump, các bạn xem à, có cả bản tin là Trump TV, à, hàng ngày ông đi đâu, ông làm gì, ông gặp ai là đều có à, biên tập viên đưa tin rất là chuyên nghiệp, giống như là một kênh truyền hình riêng. À, rồi báo chí, rồi các thứ ông sử dụng chính cái kênh fanpage của mình để uh, giao tiếp với công dân, để giao tiếp với mọi người, giao tiếp với người hâm mộ. À, ông là một cái chính khách mà sử dụng mạng xã hội cực kỳ là tốt, à, xây dựng thương hiệu rất là tốt, thì các bạn nên học ông về cái trường hợp này. À, các bạn truy cập vào cái fanpage Donald Trump các bạn tìm, tôi đã nghiên cứu rồi, tôi thấy là ông làm cực kỳ chuyên nghiệp. Tất nhiên như thế phải tốn tiền, đúng không? thì tôi đang nói là cái phần là chúng ta thuê đội ngũ chuyên gia, thuê đội ngũ truyền thông marketing, cái này là dành cho những người có tiền, những cái CEO, uh, doanh nghiệp, mà uh, chính trị gia hoặc là những ngôi sao showbiz hoặc là những cá nhân mà các bạn có thu nhập, các bạn có thể thuê những cái chuyên gia người ta có thể làm cho mình. Các bạn cần phải nhớ là chúng ta phải tuân thủ pháp luật, không được giật tít câu view bằng cách là tạo ra những nội dung giả dối, những nội dung mà fake news đấy là rất là nguy hiểm chúng ta có thể sẽ vi phạm pháp luật hoặc là không nên chửi bới vân vân vi phạm những cái vấn đề về đạo đức và các quy tắc xã hội. Tôi nghĩ rằng mọi thứ cũng nên đều chuẩn mực và theo cái hướng tích cực tốt đẹp cho xã hội thì bao giờ cũng tốt hơn và chúng ta cũng có thể là sử dụng à, các dịch vụ quảng cáo trả phí, thí dụ như chạy Facebook, chạy Google Ads, rồi chạy YouTube, chạy báo chí, chạy PR, chạy Zalo, vân à, vân có rất là nhiều các công cụ chạy quảng cáo. À, thế Thì bạn có thể sử dụng cái này để mà à, xây dựng thương hiệu cá nhân một cách nhanh hơn, chất hơn, đúng không? thí à, dụ như là, là trong cái vụ việc ừ, ly hôn của tỷ phú cà phê ở Việt Nam thì À, tôi thấy người vợ là cũng thường xuyên là đăng bài trên fanpage sau đó là chạy quảng cáo cái fanpage của mình à, cũng đấy là một cái hình thức rất là tốt các bạn nên áp dụng đúng không ạ và quan trọng nhất đấy là cái lời khuyên cuối cùng là chúng ta phải luôn là chính mình be yourself chúng ta không phải là một cái phiên bản copy của ai đó chúng ta cũng không phải là gồng mình lên để sống ảo với ai đó à, chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp chúng ta mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn chúng ta muốn đạt đến một cái đỉnh vinh quang cao hơn thì chúng ta dần 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 ta thay đổi về lời ăn tiếng nói, thay đổi về ngoại hình, thay đổi về phương pháp, chúng ta thay đổi về cách viết, cách tiếp cận, thay đổi về mặt hình ảnh. Ví dụ bây giờ là trông như thế này thì bây giờ tôi mặc bộ siêu vào nó sẽ như nào, tôi mặc những cái bộ trang phục khác vào như nào, tôi tạo ra những cái cái góc khuất hay là những cái góc cạnh mới, những cái mà chúng tôi chưa bao giờ bộc lộ ra để có được cái đẳng cấp tốt hơn, để có được cái định vị tốt hơn phù hợp với cái chiến lược xây dựng thương hiệu của tôi và khi đó thì các bạn sẽ có được cái thương hiệu cá nhân thứ nhất là rất là mạnh, rất là chất và số lượng cũng rất là lớn và, và khách hàng sẽ yêu quý mình và những người khác sẽ yêu quý mình và từ đó mình sẽ có rất nhiều các cơ hội để kiếm tiền. chứ còn thương hiệu cá nhân thì không bán được, không mài ra để lấy tiền được nhưng mà từ cái thương hiệu cái cá nhân để khai thác ra thu nhập, ra cuộc sống tốt đẹp, ra mối quan hệ tốt đẹp thì tôi nghĩ là rất nhiều. vâng, xin chúc các anh chị và các bạn áp dụng cái lời khuyên này một cách thành công và tốt nhất xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo xin cảm ơn